Tố của một nước là một cái sức mạnh để định hình được cái tình hình trong tương lai của đất nước đó, do đó cái dân số nó rất là quan trọng. Về dân số trên thế giới đang thay đổi. Đây là tình hình dân số trên thế giới năm 2021. Bây giờ sự thay đổi của dân số trên thế giới từ năm 2000, cái này là để đưa lại mấy cái cũ. Cái này là thế kỷ thứ 16, cái thời Hán này thì cái lúc này cái dân số nó tập trung ở Ấn Độ và ở Trung Quốc, trong khi đó tất cả các cái châu khác thì rất là ít, cái dân số. Anh đây dân số châu Á mà nhất là ở Trung Quốc và Ấn Độ là hai cái nước mà có cái dân số xưa nhất, hình thành được có nhiều cái nền văn minh xưa nhất. Đến ngàn năm 1900 ngàn năm 151 151 đến năm thứ 151 thì bắt đầu ở châu Âu, và cái khu vực này là của cái đế quốc Roman, là cái đế quốc Roman, tức là cũng phải 100 năm sau nó mới thêm được cái chuyện này. Trong khi trước đó thì chỉ có hai cái Ấn Độ và Trung Hoa thôi. Rồi đây là năm 2000. Năm 2000 thì từ từ 151 năm thứ 151 cho đến năm 2000 thì dân số đã đầy khắp nơi trên thế giới. Và tập trung, mình cũng thấy tập trung ở châu Á, kể cả Việt Nam tập trung ở châu Á. Rồi đến châu Âu, vùng châu Âu, châu châu Phi thì là bắt đầu sự trỗi dậy của châu châu Phi. Năm 2050 thì so với trước thì châu Phi tăng dân số rất là nhanh, trong khi đó châu Á thì tăng dân số quá rồi, thành ra nó cũng đứng lại thôi, nhưng mà châu Phi tăng dân số rất nhanh, trong khi đó vùng châu Âu tăng rất là nhiều, Chút nữa mình sẽ thấy số liệu để thấy sự thay đổi dân số theo các châu nha. Bây giờ diễn biến dân số trên thế giới mà theo từng cái thời kỳ một, là trước năm 1800, đây là cái sơ đồ để cho thấy cái dân số tăng theo các năm, từ năm 7.000 trước công lịch nha, cho đến 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, rồi đến năm thứ nhất dương lịch, đến năm 1.000, rồi đến cái mốc là năm 1.800, trước năm 1.800 như vậy dân số tăng rất là chậm, do tỷ xuất sinh cũng cao mà tỷ xuất chết cũng cao, do chiến tranh, đói, do dịch bệnh vân vân. Vì sinh cao mà tử cao, do đó cái dân số tăng lên rất là chậm. Và dân số thế giới chỉ đạt được 1 tỷ vào năm 1800. Cái sơ đồ này, trở lại sơ đồ này để cho thấy là từ cái thời xa xưa nha, cả mấy triệu năm nha, dân số là đà ở dưới, nhưng không đạt được 1 tỷ, đến năm 1800 mới đạt được 1 tỷ. Nhưng mà sau đó cũng theo cái sơ đồ này thì thấy có một sự tăng dân số lên rất là nhanh, từ năm 1800, 950, 75, 2000 tăng lên rất là nhanh. Vì chính sự này cho nên ta gọi là sự bùng nổ dân số. Gọi là sự bùng nổ dân số. Bùng nổ dân số là do cả mấy triệu năm trước nó cứ là đà vậy này, thì giống như là ta đốt một cái ngòi nổ để cho tới đây nó nổ, thì người ta nổ gọi là bùng nổ dân số. Nên để dân số không có tăng bao nhiêu mấy triệu năm, đến
1.800 được 1 tỷ, bắt đầu từ đó lên. Rồi bây giờ từ năm 1800 đến năm 1900 thì dân số tăng là do giảm chết ở châu Âu liên quan đến kỷ nghệ hóa, sau đó tăng do di dân vân vân. Nhưng mà từ năm 1800 đến năm 1900 thì tăng từ 1 tỷ lên 1 tỷ 6, tăng từ 1 tỷ lên 1 tỷ 6. 100 năm, trong vòng 100 năm thì tăng từ 1 tỷ lên 1 tỷ 6. Từ năm 1900 đến năm 2000, tức là cũng là 100 năm, hồi nãy 1800 đến 1900 là 100 năm, thì tăng từ 1 tỷ lên 1 tỷ 6. Thì bây giờ dân số tăng lên bao nhiêu? Theo mấy em thì dân số cũng là cùng 100 năm, từ 1900 đến 2000 thì dân số tăng lên bao nhiêu? 2,3 hay là 4 tỷ? 2,3 hay là 4 tỷ? À, trời ơi, mấy em các cái tổ 13, 14, 15 này bị đi thực tập bệnh viện Từ Dũ nữa. Nên xin nghỉ học buổi này. Mình còn có 29 nè. Tính này, bây giờ rồi mấy em báo là có nhiều tổ nó đang đi thực tập ở Từ Dũ. Thôi cái này thì là cứ là chịu thôi. Thì đó là hai cái đầu này cũng có đi tham khảo. Nên mình cũng phải làm hả? Chứ không có, chứ không có thời giờ sau để dạy lại. Bây giờ nếu như mãi thì em sẽ báo lại với lại vì còn tuyển đào tạo trong cho uổng á, giờ có 28 em rồi. Mà cái Y4 là bao nhiêu? Y4 là bao nhiêu? 800. Biết rồi, nhưng mà giờ theo thầy, hôm nay nghỉ đi. Rồi mình xin cái giờ nào đấy, 1 giờ cũng được nữa, mình được hạ dạy vậy đi. Chờ báo. Đầu quá ha, dạy mấy em mà mấy em ít quá. Thầy đang xin ý kiến thử hoãn cái buổi dạy này qua buổi dạy khác. Ủa, bị hoài hả? Alo chị ơi, thì bây giờ cái vấn đề là cái lớp mà thứ 4 á. Mấy em thấy có cái buổi nào mà thầy dạy được không? Trong tuần này cũng được hay tuần sau cũng được. Mấy em thấy có cái buổi nào mà mấy em có thể tập trung đông hơn cho thầy biết là thầy xin quản lý đào tạo. Sao mấy em có ý kiến gì không? Nói lên thầy nghe coi. Ừ.
Như vậy ha. Okay. Xin lỗi mấy em nha, bây giờ trường nói thôi cứ dạy. Thì có gì vừa có slide này rồi mấy em làm việc với các bạn hôm nay không học được đó nha. Rồi nếu mà em muốn ôn cái bài dẫn nhập với cái bài này thì mấy em báo cho thầy, có gì thầy hướng dẫn lại nha. Rồi giờ tiếp tục nha. Nghĩa là từ năm 1000 đến năm 2900 đến năm 2000 ấy, thì cũng như như nãy là 5800 đến 5900 thì từ 1 tỷ lên 1 tỷ 6. Nhưng mà từ năm 1900 đến năm 2000 ấy, là 1 tỷ 6 lên 6 tỷ 1. Tức là sau một cũng sau 100 năm nhưng mà không phải là chỉ hơi lên được 0,6 tỷ mà lên tới 4,5 tỷ, tăng gấp 7 lần so với năm 1800 đến năm 1900. Nó cho thấy cái sự tăng dân số tự nhiên nó tăng lên ghê gớm như vậy nha. Thì cái này do tình hình là sinh các nước ở châu Á sinh tăng chậm mà tử bắt đầu giảm rất nhanh sau Thế chiến thứ hai, làm dân số tăng là nhanh. Thì mấy em để ý nghe, dân số mà tăng lên thì nhờ hai chuyện: một là sinh tăng, hai là chết giảm. Thì đối với các nước châu Á trong cái thời gian này thì sinh tăng chậm, tuy nhiên như vậy đó là tử thì giảm rất là nhanh. Nó giống như cái thời kỳ 2, thời kỳ 2 của thời kỳ chuyển tiếp dân số mà mình học hôm trước. Mấy em để ý cái đường tỷ xuất sinh trên này nó giảm chậm, tức là nó không có coi như nó tăng rất là chậm mà coi như nó giảm luôn. Nhưng mà trong thời gian đó thì cái tỷ xuất tử nó giảm rất là nhanh, do đó cái bụng này nè là dân số tăng đó, nhà dân số tăng nó thành ra đây là nằm ở cái giai đoạn 2, năm 1900 đến năm 2000 làm cho dân số tăng lên rất là nhanh. Giờ dân số trên thế giới hiện nay năm 2020, năm 2021 thì đây là số liệu của 27 tháng 2 năm 2021 thì 7 tỷ 8 nha. Mình chỉ cần biết được cái số 7 tỷ 8 thôi, bỏ hết mấy số lẻ này nha. Trong năm 2021, đầu năm 2021 thì dân số thế giới đã là 7 tỷ 8 nha, 7 tỷ 8. Đây là tình hình tỷ suất tăng, tỷ suất tăng dân số, tỷ suất tăng dân số. Tỷ suất tăng dân số của những cái năm mà 60, 70 đó thì lên rất là cao, 2%, tức là 100 người thì thêm được 2 người. Nhưng mà đến bây giờ giảm từ từ đến năm 2020 á, thì 1%, 1%, tức là 100 người thì tăng được 1 người. Tức là nếu mà nói 2020 là 1 nha, tỷ suất tăng dân số là 1%. Bây giờ theo khu vực, theo vùng thì có năm 2020 nha, mấy em để ý là năm 2020 châu Á mình là 4 tỷ 6, châu Phi 1 tỷ 3. Tức là hiện nay đó thì châu Á mình á, nha, dân số tăng, dân số gấp 3 lần, 4 lần châu Phi nha, châu Phi. Còn các cái châu kia thì không có quan trọng lắm nha. Bây giờ mật độ dân số thì cũng vì dân số châu Á cao quá cho nên mật độ rất là cao. Mật độ giữa Trung Quốc, là Việt Nam, là Ấn Độ là mật độ rất là cao nha, so với các cái vùng khác như ở châu Âu cũng như ở châu Phi. Giờ cái thời gian để tăng lên 1 tỷ, thời gian tăng lên 1 tỷ thì đầu tiên đó là mấy ngàn năm mới tăng được tỷ, tức là mấy triệu năm đến năm 1800 nó mới được cái tỷ đầu tiên. Nhưng mà sau 130 năm
thì được lên 2 tỷ. Nhưng mà từ đó là 30 năm tăng 3 tỷ, rồi 14 năm tăng 4 tỷ, 13 năm vân vân vân, từ số nó càng ngày nó càng, số năm càng ngày càng giảm lại để tăng lên 1 tỷ. Để ý nha, 130 năm để có tỷ đầu tiên, cái tỷ thứ nhì, rồi đến 30 năm có tỷ thứ ba, vân vân. Đó là cái, nó thấy cái sự tăng dân số như thế. Giờ trong cái vòng tròn này á, nha, vòng tròn này cứ lấy Việt Nam làm trung tâm đi, vòng tròn này thì trong này á, có bao nhiêu dân số? Trong vòng tròn này mình thấy có Ấn Độ này, có Trung Quốc này, nha, có Trung Quốc, có Việt Nam, có Nhật Bản này, có Indo này, nha. À, trong vòng này hơn 50% dân số của thế giới nằm trong cái vòng tròn này. Hơn 50% dân số thế giới nằm trong vòng tròn này, mà Việt Nam mình là trung tâm đúng không? Bây giờ trong năm này dân số Việt Nam đứng hạng thứ mấy trên thế giới? Đây là 20 nước có dân số nhiều nhất, có dân số đông nhất trên thế giới. Thì bắt đầu vẫn là China với India. Ba nước này nó ít thay đổi. Sẽ qua bao nhiêu thời kỳ, bao nhiêu năm, ba nước này không thay đổi, luôn luôn là China, India và USA. Việt Nam mình á, mấy năm trước đứng hạng 13, nha, sau Ethiopia nó lên á, mình đứng hạng 14, rồi sau Egypt nó lên nữa, mình đứng hạng 15, nha. Bây giờ là mình đứng hạng 15, với cái dân số của năm 2021 là 98 triệu. Là 98 triệu. Cái hình này thì diễu hình cho vui thôi, là cho thấy sự tăng dân số của nước Trung Hoa đó thì rất là nhanh. Nha, đồng thời có sự phát triển của nó. Thì đến cái lúc mà Mỹ gửi cái phi thuyền này lên trên mặt trăng thì thấy đây đã có cái fast food của Chinese. Giờ dự báo dân số thế giới, dự báo dân số thế giới, đây là hình ảnh dự báo dân số thế giới, 4 tỷ 574, 5 tỷ 587, 6 tỷ 599, 7 tỷ năm 2012, 8 tỷ, bây giờ mình là 7 tỷ 8 rồi, 8 tỷ năm 2027, vân 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 vân, đến 9 tỷ là năm 50. Đây là cái hình ảnh để cho thấy sự tăng dân số của thế giới. Dự báo tăng dân số thế giới đến năm 2050 thì năm 2050 là 9 tỷ 7, bây giờ mình đã 9 tỷ 8, 7 tỷ 8, nhưng mà đến năm 2050 là 9 tỷ 7. Và cái trong năm này, trong năm 2021 này thì tỷ suất tăng dân số như nãy mình biết là 1%. Mấy cái này là những cái số cơ bản mà mấy em phải cần nhớ. Bây giờ quy mô tăng dân số, đây là cái sơ đồ để chỉ. Thứ nhất là quy mô dân số thế giới tăng. Thế giới tăng năm 2050, nó tăng lên 2050. Rồi sau đó nó mới giảm xuống, Sở dĩ mà cái này giàu cho cái thứ hai nè, cái dân số tăng từng năm một, Rồi đến đây, năm 2000, bây giờ bắt đầu dân số mỗi năm nó không có tăng nhiều nữa, mà mỗi năm nó sẽ giảm bớt chút, Mặc dầu hàng năm có sự giảm dân số tăng lên trong từng năm, nhưng mà cái tổng dân số do cộng dồn cho nên tổng dân số vẫn tăng lên. Rồi đến sau đến năm 2100 thì một mai nó mới giảm xuống. Nói lại cái quy mô tăng dân số của thế giới thì gồm có, đây là quy mô dân số thế giới, đây là số tăng hàng năm, ngoài ra nếu có thêm một cái đường nữa là tỷ suất tăng dân số. Tỷ suất tăng số hiện nay là 1 nè, mà cái này thì lên vậy,
là 5.800 là tỷ nè, rồi nó lên vụt lên đây, rồi sau đó nó bắt đầu nó giảm xuống, bắt đầu nó giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống, giảm. Nhưng mà mặc dù số dân mỗi năm giảm tăng lên, số gia tăng mỗi năm giảm, nhưng mà tổng dân số thì vẫn tăng do nó cộng dồn. Dự báo dân số năm 2050, 39 quốc gia sẽ giảm dân số vào năm 2050. Trung Quốc có cái số dân giảm lớn nhất là 44 triệu, Nhật giảm 25 triệu, Ukraine giảm 9 triệu. Tuy nhiên, có 30 quốc gia tăng gấp đôi dân số. Tuy nhiên, có 30 quốc gia tăng gấp đôi dân số, hầu hết đều là ở châu châu Phi. Hầu hết đều là ở châu Phi. Nếu mà mấy em nhớ lại cái thời kỳ chuyển tiếp dân số đó, châu Phi nó ở giai đoạn 2. Giai đoạn 2. Trong khi những cái nước này là từ giai đoạn 4. Giai đoạn 4. Cuối giai đoạn 4. Thành có thể qua cái giai đoạn 5, đầu giai đoạn 5. Giai đoạn 5 là cái giai đoạn dân số giảm. Cái hình ảnh này cũng rất đặc biệt. Nó như nãy mình nói đó, thì năm này á, ở năm 2020 á, thì dân châu Phi chỉ bằng 1/4 của dân châu Á. Này nhớ, năm 2020 châu Phi chỉ bằng 1/4 của dân châu Á. Nhưng mà đến năm 2100 thì dân châu Phi gần bằng dân châu Á. Các em thấy đây là châu Phi này, đây là châu Á, đây là sơ đồ cột này, gần bằng nhau. Nên trong khi mấy nước này là đã dưới thôi, mấy châu này là đã dưới thôi. Để ý này. Thì cũng do châu Phi nó nằm ở trong cái giai đoạn 2, do đó dân số tăng lên rất là nhanh. Tăng lên nhanh đến năm 2100 đó, thì dân số châu Phi gần bằng dân số châu Á. Bởi vậy người ta trong sơ đồ người ta mới đặt ra cái câu là sự sụp đổ của châu Á về mặt dân số, là sự sụp đổ của châu Á về mặt dân số. Châu Á lớn vậy nè, trong thời gian năm 2000 đến năm 2020 nó lớn vậy, nhưng mà qua đến năm 2100 châu Phi nó lớn lên rất là nhiều, gần bằng với châu Á. Đó, đây là hình ảnh người châu Phi đẻ nè, tỷ xuất sinh bên châu Phi lúc càng ngày tăng rất là cao, trong khi châu Âu rất là ít. Rồi, giờ đến dân số Việt Nam. Quy mô dân số Việt Nam năm 2021, 98 triệu. Đây là số nhớ để thi nha. 98 triệu dân số Việt Nam năm 2021. Năm 2021 dân số thế giới là 7 tỷ 8. Là 7 tỷ 8. 7 tỷ 8. Nó có 3 số 7, 8, 9. 7 tỷ 8 là dân số của thế giới. 98 triệu là dân số của Việt Nam năm 2021. Ở dân số Việt Nam thì tập trung ở hai đầu đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Thì mặt lộ dân số tập trung ở giữa và cái vùng cao nguyên thì tương đối rất là ít. Giờ dự báo dân số Việt Nam năm 2020 ở mình là 98 triệu. Rồi cho đến năm 2050 đó mình là 100 triệu nha. 2050 mình là 100 triệu. Rồi đến 2000 sau 2000 đó thì giảm dần. Để ý nha. Từ năm 1950 dân số tăng lên. Đến năm 2020 thì coi như được 98 triệu và 100 triệu hay hơn 100 triệu một chút ở năm 2050.
nhưng mà từ đó, đó giảm xuống đến năm 2100. Năm 2100 là tương đương với cái năm 2005, nên dân số năm 2100 tương đương với dân số năm 2005. À, dân số thành phố Hồ Chí Minh, dân số thành phố Hồ Chí Minh, dân số thành phố Hồ Chí Minh vừa qua cái đợt vừa rồi mà điều tra, tổng điều tra dân số đó, thì dân số Việt Nam, dân số thành phố Hồ Chí Minh khoảng 8 triệu mấy nha, 8 triệu mấy. Nhưng mà đến năm 2021 đó, để cho thi cho dễ đó, thì dân số thành phố Hồ Chí Minh là 9 triệu, 9 triệu, mấy em nhớ 9 triệu được. Tuy nhiên con số này không phù hợp với cái thực tế của dân số thành phố Hồ Chí Minh. Chút nữa mình sẽ nói. Tại vì như chủ tịch thành phố ông Nguyễn Thành Phong dự báo, dân số thành phố Hồ Chí Minh đến năm 25 là 10 triệu, nhưng mà nay đã đạt 13 triệu do cái vấn đề di dân đến làm việc học tập ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó dân số thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là phải chịu tới 13 triệu người nha. Số thường xuyên sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố thì đã lên đến 13 triệu, tức là so với cái dự báo của nhà nước chính phủ thì chỉ có 10 triệu thôi. Đây là cái vấn đề khó khăn cho thành phố Hồ Chí Minh. Dân số thành phố Hồ Chí Minh quận đông nhất là mấy quận như Bình Tân, Bình Chánh nha. Cái quận ít nhất là quận 1, quận ít nhất là quận 1, quận thấp nhất. Quận Cần Giờ thì đương nhiên là thấp rồi nha, nhưng mà quận 1 cũng rất thấp. Đây toàn là văn phòng không nha. Nhưng mà cái quận, mấy em để ý nha, những cái quận như Bình Tân, Bình Chánh, rồi Giáp là dân số thấp, nên là cao. Cái mật độ do đó ở đây rất là cao, tới 40.000. Chút nữa mình sẽ học tới cái mật độ nha. Đây là dân số thành phố Hồ Chí Minh, dân số quá tải. Đường này là qua cầu Kinh Tẻ, rồi qua quận 7 rồi vậy đó. Mỗi lần đi làm hay đi về là đây là hình ảnh quá tải của dân số thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trên thế giới khi người ta đánh giá cái thành phố năng động nha, thì ngoài cái Bangalore của India xong thì đến Việt Nam nha, có cái thành phố Hồ Chí Minh mình là thành phố năng động, the most dynamic city nha. Rồi giờ mình, đây là nãy giờ đã nói qua cái tình hình dân số, cỡ dân số trên thế giới, cỡ dân số Việt Nam và quy mô dân số của thành phố Hồ Chí Minh, rồi dự báo dân số thế giới, rồi dự báo dân số Việt Nam nha. Nhưng mà không có thấy dự báo dân số thành phố Hồ Chí Minh, tại vì cái số thành phố Hồ Chí Minh đông quá, đông. Nhưng mà chắc chắn là sẽ trên 13 triệu nữa. Dần dần người ta, tại mình mở nhiều cái thành phố đó, như thành phố Thủ Đức, cái giờ mở ra nhiều cái khu vực thành phố mới như là Sài Gòn South City rồi vân vân nha. Cái khu mà ở Nhà Bè rồi cho đến Hiệp Phước, rồi mấy cái xã đó bây giờ phát triển dữ, dân đông nha. Bây giờ qua cái phần mới chỉ số tăng dân số, growth rate chỉ số tăng dân số nha, chỉ số tăng dân số thì gồm có một cái dân số tăng á. Dân số tăng thì có ba cái vấn, gồm có bốn cái vấn đề chính, bốn sự kiện dân số chính. Như bài trước mình học trong cái cấu, trong cái dân số đó, bốn sự kiện chính là sinh, tử, xuất nhập. Xuất và nhập, sinh và tử xuất nhập. Có 6 sự kiện dân số, nhưng mà đối với sự tăng giảm cái dân số đó thì chỉ có 4 sự kiện này là nó dính líu thôi. Đây là 4 sự kiện liên quan tới cái cỡ mẫu, cái cỡ quy mô dân số. Còn có sinh thì đưa dân số vào, tử dân số ra, nhập đưa dân số vào và xuất đưa dân số ra. Giờ tính cái chỉ số tăng dân số này. Tăng dân số chung á, dân số, số dân tăng chung là gồm có
nhân số sinh trừ số tử, cộng số đến trừ số đi. Số dân tăng chung thì gồm với sinh trừ tử, cộng đến trừ đi. Hay là chúng ta có thể thành ra hai cặp, dân số tăng chung lại bằng sinh trừ tử, rồi đóng trong cái ngoặc, rồi đến trừ đi, rồi đóng trong cái ngoặc. Cái sinh trừ tử, bởi vì trong mấy cái hình trên, sinh trừ tử như này này, sinh trừ tử, nhưng mà đến trừ đi nó nằm trong cái cặp, là cặp di chuyển dân số, di chuyển dân số. Do đó đến trừ đi là dân số động, lúc nữa mình sẽ thấy. Đó, cái population trend này là Edinburgh, tức là cộng số sinh và cái số nhập cư, rồi trừ đi số chết và số xuất cư. Giờ trong này B này nè, tức là số dân tăng, số dân tăng, số dân tăng là bằng số dân tăng là bằng sinh trừ tử, tử cộng đến trừ tử đi. Còn tính trên cái đẳng thức mà có dân số đó, thì dân số cuối năm bằng dân số đầu năm cộng với số sinh trừ số tử cộng số đến trừ số đi. Dân số cuối năm bằng dân số đầu năm cộng với sinh tử cộng với đến trừ đi. Rồi tỷ suất tăng dân số, tỷ suất tăng dân số, tỷ suất chung tăng dân số là bằng cái gì? Là bằng dân số tăng trên dân số bình quân, trên dân số bình quân. Growth rate là bằng tăng chung, là bằng dân số tăng chia cho dân số bình quân nhân với 100. Nhớ trong cái tính các cái tỷ suất, tính các cái tỷ suất tăng dân số là tính bằng phần trăm nha. Tỷ suất tăng dân số tính bằng phần trăm. Trong khi các cái tỷ suất dân số khác tính bằng phần ngàn, trừ cái chỉ suất chết mẹ tính bằng trăm ngàn. Tỷ suất tăng dân số nói chung nó tính bằng phần trăm. Tỷ suất chung của các cái lĩnh vực khác của dân số, ví dụ sinh tử thì vậy, tính bằng ngàn nha. Nhưng mà cái tỷ suất chết mẹ là tính bằng trăm ngàn. Tỷ suất tăng dân số chung là dân số tăng, tức là cái gì? Tức là lấy dân số cuối trừ với dân số đầu, lấy dân số cuối năm trừ với dân số đầu năm, hay lấy dân số cuối kỳ trừ dân số đầu kỳ. Dưới này dân số bình quân hay là dân số đầu kỳ cộng cuối kỳ chia cho 2. Ví dụ như đây là trong cái làng X năm 2020 thì có số sinh, số chết, số di chuyển. Số di chuyển này là nó đã tính nhập trừ tỷ suất rồi nha. Đó, thì sinh được 111.800, chết đi 90.000 nha. Này chết nhiều quá. Rồi cái này là di chuyển đó, mà do đi nhiều hơn đi nhập nha, do đó bị trừ 63.000 vân vân. Thì chia cho cái tổng dân số bình quân của giữa năm là 9 triệu mấy đó, thì ra là 0,91 nha. Do đó tỷ suất tăng dân số của làng X năm nào đó, năm 2020 là 91%. Được chưa? Growth rate nói chung, có thể tính như sau: tính bằng tỷ suất tự nhiên, tăng tự nhiên, natural increase. Tăng tự nhiên là do sinh trừ cho tử, tăng tự nhiên là do sinh trừ tử, thành ra có tỷ suất tăng dân số tự nhiên là sinh trừ cho tử kêu tăng tự nhiên nha. Trong khi đó có tăng cơ học, tăng cơ học là bằng đến trừ cho đi, tăng cơ học là bằng đến trừ cho đi nha. Tăng học đến trừ cho đi. Trong này có sử dụng cái mà mình sẽ học trong cái bài di chuyển dân số đó, là tăng thuần. Giờ đây growth rate là bằng rate of natural increase, tức là tỷ bằng tỷ suất tăng dân số tự nhiên cộng với
tỷ suất tăng dân số cơ học thuần, tỷ số tăng cơ học thuần tức là bằng 0,23 cộng với 0,68 thì bằng 0,91 ví dụ vậy nha. Nói lại nha, tỷ suất tăng dân số tự nhiên là khi nào lấy sinh từ tử, tỷ số tăng dân số cơ học á, là bằng đến trừ cho đi nha. Đây tỷ số rồi thành ra đến trừ cho đi bằng số gì đó chia cho dân số bình quân thì nó ra được 0,68. Tăng cho tự nhiên là bằng lấy số sinh từ cho tử thì chia cho dân số bình quân thì ra được 0,21 nha. Đó, ví dụ như một ví dụ tự nhiên, tỷ suất tăng tự nhiên của Đức, CBE là tỷ suất sinh, CDE tỷ suất tử, growth death rate, growth birth rate, do đó hai cái này trừ ra thì nó bằng ra là tỷ suất tăng tự nhiên là bằng trừ 2 phần ngàn hay là trừ 0,2%. Nhớ là phải tính phần trăm nha, chứ không phải tính phần ngàn. Nhưng mà những cái tỷ suất này là tính bằng phần ngàn. Đây là Philippines, trong khi bên Đức này thì sinh ít mà tử nhiều, thì Philippines ngược lại sinh nhiều 26 phần ngàn và chết 5 phần ngàn, do đó cái tăng tự nhiên của nó là 21 phần ngàn, do đó là 2,1%. Tỷ suất tăng tự nhiên, tỷ suất tăng dân số trên thế giới, nhớ là tăng dân số trên thế giới nó không có cái, nó không có đếm trừ đi nha. Cả thế giới đó là coi như ở trong một cái cộng đồng dân cư trên thế giới nha. Nếu mà lên mặt trăng hay lên phi thuyền đi chỗ nào đó thì nó cũng nhỏ thôi, không tính. Và nó tăng dân số thế giới là chỉ có lấy sinh trừ tử thôi nha. Và đây là năm 2020 hay 21 thì cái tỷ suất tăng là 1. Trước đó tỷ suất tăng cao nhưng mà đến bây giờ chỉ có 1% thôi. Tỷ suất tăng dân số trên thế giới của các nước nha. Việt Nam mình là 1, trong khi đó những nước mà thuộc loại ở châu Phi đó là 4%, 3%, 4%. Việt Nam 1, Việt Nam cũng, thế giới cũng là 1, trong khi đó mấy cái nước khác thì là tỷ suất nó âm, tỷ suất âm. Nhiều nước tỷ suất âm, trong khi đó các nước ở châu Âu tỷ suất âm. Tỷ suất tăng dân số của Việt Nam năm 2020, tỷ suất tăng chung là 1, tỷ suất tăng tự nhiên là 1,03%, trong đó trừ đi cái tỷ suất di dân thuần nha, là trừ 0,3, do đó bằng 1. Tỷ suất tăng dân số thế giới, đây thành phố Hồ Chí Minh, trong khi cả nước, cả thế giới là 1%, thì riêng thành phố Hồ Chí Minh 3%. 3% là lớn, 3% là một năm á, dùng 100 người tăng lên 3 người, 100 người tăng lên 3 người. Đó. Cái tăng này á, tăng này là do cái gì? Do sinh trừ cho tử. Theo mấy em sao? Sinh trừ cho tử hay sao? Thì tăng tự nhiên là sinh trừ tử. Sinh trừ tử trên dân số bình quân thì cái này nãy mình biết rồi. Tăng dân số thuần, di dân thuần, di dân thuần tức là nhập cư trừ cho xuất cư trên dân số bình quân, số đến trừ số đi trên dân số bình quân. Mình nhắc lại cái nãy, cái này mình học rồi. Việt Nam tăng cơ học là chuyện này luôn đó. Bây giờ nói lại cái đặc biệt này. Rồi. Tỷ suất tăng dân số của thành phố Hồ Chí Minh là 3%.
nhưng mà thiệt sự ra không phải là do sinh mà do nhập cư. Do nhập cư, em để ý nha, tăng dân số thành phố Hồ Chí Minh là cao, 3% là cao, nhưng mà không phải do sinh mà do nhập cư, cái đó quan trọng. Rồi, tăng dân số có âm không? Trên thế giới mấy nước tăng dân số có âm không? Nói thì sau đây là một loạt các cái nước, một loạt các cái nước tỷ suất tăng dân số âm, tỷ suất tăng dân số âm. Có những nước như Ukraine, Bulgaria, Belarus, tức là những cái nước của hệ thống Liên Xô cũ hiện nay dân số đều âm hết, tăng âm hết, tức là dân số giảm, dân số giảm. Rồi giờ để ý cái bài tập này, giống như bài thi, nếu mà mình có một năm cái dân số bình quân là chừng này, 800.000, sinh ra là chừng này, chết đi là chừng này, dân đến từ các tỉnh khác là chừng này, rồi đến đi là chừng này, thì hỏi tỷ suất tăng chung là sao? Bây giờ tính tỷ suất tăng chung, tính tỷ suất tăng tự nhiên trước. Tỷ suất tăng tự nhiên là lấy 13.000 trừ 4.000 chia cho 800.000 nhân cho 100. 13.000 trừ cho 4.000 chia cho 800.000 nhân cho 100. Tỷ suất tăng cơ học là 95.000 là nhập, trừ cho 4.000 là đi, 4.000 là đi, được chia cho 800.000. Này dễ không? Giờ thi lấy bài này. Năm 2019, ở một cái thành phố X nào đó, nó có 40.000 trẻ sinh sống và 20.000 người chết. Đây là số sinh, số tử. Dân số đầu năm là chừng này, dân số cuối năm là chừng này. Tính tỷ suất sinh chung. Tỷ suất sinh chung là dân số tăng trong cái năm đó của cái tỉnh đó trên dân số bình quân. Bây giờ cái số tăng nó làm sao mà tính? Theo mấy em số tăng nó làm sao mà tính? Dân số tăng trong vòng một năm sao tính? Thì dân số tăng trong vòng một năm á, thì nãy như mình học rồi là lấy dân số cuối năm trừ với dân số đầu năm, đúng không? Và ra 250.000, ra 250.000. Rồi giờ chia cho dân số bình quân sao mà tính? Thì dân số bình quân là lấy dân số đầu năm cộng cuối năm chia 2. Do đó 250.000 á, lấy gì chia cho hai cái số này cộng lại chia 2 thì ra dân số bình quân. Rồi tăng tự nhiên á, là lấy 20.000 này, 40.000 trừ 20.000 chia cho dân số bình quân mà nãy mình tính từ hai cái này. Tăng cơ học á, thì làm sao tính? Mình đâu có số đến số đi đâu. Thì lấy cái số tăng chung trừ đi cho cái số tăng tự nhiên thành cái số tăng cơ học, rồi lấy cái số tăng cơ học đó chia cho dân số bình quân người ra ra này. Mấy em nhớ giờ cái bài này cho kỹ, bài này dễ dễ ra thi lắm đó. Là gì? Bài này khó hơn cái bài trước. Thời gian tăng gấp, dân số gấp đôi. Trên Liên Hợp Quốc những cái nhà dân số học đã tìm ra được cái số 70. Số 70 là cái số rất đặc biệt. Số 70 này á, mà nếu chia cho cái tỷ suất tăng dân số tính bằng phần trăm đó, thì nó thành ra là cái thời gian tăng dân số gấp đôi. Ví dụ như Việt Nam mà hiện nay tỷ suất tăng dân số là 1 thì là thời gian tăng dân số gấp đôi là bao nhiêu? Tỷ suất tăng dân số Việt Nam hiện nay là 1% thì cái thời gian tăng dân số gấp đôi là bao nhiêu? Nhớ để ý. Ở đây là cái bản mà tiếng Anh cho thấy là bài này của Đại học Harvard đó nha. Chúc Linh Thai nè, lấy 70 chia cho tỷ suất tăng dân số tính bằng phần trăm, tính bằng phần trăm nha. Đó, nếu tỷ suất tăng dân số năm 2000 Việt Nam mình là năm 2020 này là 100 thì thời gian tăng dân số đó là 70 chia cho 1 thì bằng 70 nha. Mật độ dân số.
Đây là hình ảnh của mật độ dân số, global view của mật độ dân số, đặt nằm đặt rất là đông ở các ở châu Á mình, rồi một số ở châu Âu, trong khi đó châu Mỹ, châu Nam Mỹ và châu Phi hiện nay rất là ít, mật độ dân số không có đông, mật độ dân số không có đông. Mình xem thêm một số hình ảnh đặc biệt về mật độ dân số. Ví dụ như đây là mật độ dân số trên thế giới, nhưng mà cho biết là 50% dân số ở đây và 50% dân số ở đây, mấy cái chỗ vàng vàng, 50% dân số ở mấy chỗ đó, còn toàn lại tất cả cái đen ấy, là 50% dân số thế giới nằm ở chỗ còn lại. Nói lại nha, 50% dân số nằm ở cái vùng sáng sáng này, vùng sáng sáng này, còn 50% dân số còn lại là nằm ở cái vùng đen này, cho thấy cái sự phân bố dân số nó rất là không có đều nha. Bây giờ đối với châu Úc, 50% dân số sống ở Perth nha, sống ở Sydney này, sống ở Melbourne này, vân vân, Canberra này, vân vân, sống ở những cái thành phố. Còn khoảng này là 50% dân số sống ở khoảng còn lại nha. Đối với Canada, 50% dân số sống chút xíu ở đây, sống ở đây, còn 50% dân số sống còn lại ở cái vùng bao la này. Mật độ dân số là tính bằng dân số bình quân trên diện tích dân số, thì cái bài này mình học từ hồi trung học mình đã học rồi, là population trên superficie. Trên cái diện tích tính mình km vuông, dụ như mật độ dân số của châu Á là cao nhất 150, trong khi ở châu Phi chừng này, nhưng mà đến năm 50 với năm 100 á, là cũng chưa biết là mật độ dân số châu Phi sẽ tăng lên, tại dân số tăng lúc đó lên gần bằng cái dân số của châu Á. Là châu Úc nhỏ nhất chỉ có 5 người trên một cái số vuông. Rồi mật độ dân số Việt Nam bây giờ nó có hai cái, một là theo cái nguồn của dân số Việt Nam thì cho là cái diện tích mình là 310.000 cái số vuông, nhưng mà một số cái tài liệu của nước ngoài đó là có cho có 331, ngày như sai, tại vì cái số này nằm ở dưới này, nó là 296, tại vì 296 là nhỏ hơn cái này. Cái gì à, diện tích nó phải lớn hơn cái diện tích lớn, đúng rồi. Theo một số tài liệu mình là 331 cái số 331.000 nha km vuông, thì mật độ dân số là 296. Nếu mà 30.000 thôi á cái số vuông thì mật độ chừng này, mật độ chừng này. Thì trong cái câu hỏi thi thì ta sẽ cho cái diện tích của Việt Nam, đồng thời cái chỗ mà dân số, tổng dân số thì mấy em lấy trong cái bài học chia cho cái này thì nó ra năm 2220 hay năm 2021 mật độ dân số nó là bao nhiêu, thì tính lấy cái dân số mà mình học chia cho cái diện tích này sẽ cho trong cái đề thi. Mật độ dân số của thành phố Hồ Chí Minh, mật độ dân số thành phố Hồ Chí Minh, trong khi của cả nước thì khoảng 200-300, nhưng mật độ dân số của thành phố Hồ Chí Minh là 4.009. Tuy nhiên trên cái slide này mấy em cũng có thấy có nhiều quận như quận 4, quận 5 nó lên tới 40.000, 45.000, có cái quận nhiều nữa, như sau này có mấy quận Bình Tân lớn hơn nữa nha.
một số thành phố, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích thì mật độ nó tùy theo nha, tùy theo khi mình tính là 9 triệu như bài học của mình hay là 13 triệu như cái lời nói của chủ tịch thành phố, thì do đó mật độ dân số nó thay đổi. Nhưng mà mật độ dân số thay đổi này chung của thành phố thôi, nó cũng ít so với mật độ của một số quận huyện lên tới 40-50 ngàn. Mật độ dân số thành phố mình nói thành của cả nước mình nói rồi, nó tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ khi mà mình bị cái dân số mình trong mấy trăm nước trên thế giới mà mình đứng hàng 15, đó là một cái nguy cơ, nguy cơ, tại vì nó sẽ làm mật độ tăng lên rồi làm vân vân. Bây giờ xét giữa cái nguy cơ về quy mô và nguy cơ về mật độ dân số đó, Việt Nam đứng hàng thứ năm, Việt Nam đứng hàng thứ năm. Xét về hai nguy cơ về số dân và mật độ đó thì Việt Nam đứng hàng thứ năm trên thế giới. Đô thị hóa, urbanization, đô thị hóa. Đô thị hóa, thế nào gọi là đô thị? Đô thị là khi có nhiều dân, cái số dân đông. Và trong đó 75% là dân số nam và không có làm nông nghiệp, không có làm nông nghiệp. Nếu mà một cái có đông dân nhưng mà 75% nam mà làm nông nghiệp thì chỗ đó không được gọi là đô thị. Mật độ dân số phải trên 400 người trên một cây số vuông, và khi có trên 10 triệu thì gọi là mega city, nó cao hơn một cái đô thị. Đô thị hóa, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam rất thấp, rất thấp, chỉ có 2020 chỉ có 37% dân số sống trong đô thị thôi, đứng thứ 8 ở Đông Nam Á và đứng thứ 177 trên thế giới. Tại trên thế giới nó là lên gần 50% dân số sống trong đô thị, mà trong khi ở cái năm này mình chỉ có 37 hay gần 40% dân số sống ở đô thị. Trước đây thì mình cứ 70% dân số sống ở nông thôn, sống ở nông thôn. Đây là những cái siêu đô thị, cái mega city siêu đô thị như Tokyo dân số tới 34 triệu, Guangzhou Quảng Đông 31 triệu, Jakarta 26 triệu, Seoul 25 triệu, New Delhi 24 triệu, vân vân, thì cho thấy là mà trong những cái mega city này dân số rất là đông, dân số cao hơn thì đô thị. Giờ đây là sự đô thị hóa, những cái vấn đề của khi đô thị hóa là di chuyển, traffic này, sự lưu thông chật chội này, thiếu đất này, land pollution tức là sự ô nhiễm đất này, ô nhiễm nước này, ô nhiễm không khí này, ô nhiễm do tiếng động này, vân vân. Đây là tình trạng đời sống và những cái điều kiện, những cái khó khăn khi bị đô thị hóa. Và đặc biệt nữa là khi một cái những cái nước mà đô thị hóa nhanh á, thì thường nó có xảy ra cái khu nhà ổ chuột, khu nhà ổ chuột có tất cả những nơi, ví dụ như ở tại vùng này ở Peru, vùng này ở Rio de Janeiro, rồi City of Death ở Cairo, ở trong khu hầm mộ, rồi vân 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 vân, hay là Smoky Mountain là đặc biệt ở Mani, ở Phiền Tân. Đây là hình ảnh của cái Smoky Mountain, tức là một cái nơi mà người ta thải rác, rồi thải rác lâu năm quá rồi nó thành cái núi, Smoky Mountain.
rồi do rác nó phân hủy thành ra hơi hơi ở trong đống rác nó cứ bay lên như khói vậy, thành ra ta kêu là Smoky Mountain. Đây là cái điểm đặc biệt mà du khách đi tới đây xem. Sống trên Smoky Mountain này là của này cũng giống người Việt Nam nhưng không phải, như là này không phải Việt Nam, bên sau mới là của Việt Nam. Cái hình này này, hình này là quận 8, quận 8, nhưng mà nhà nước mình đã cho di chuyển mấy người này lên chung cư hết rồi nha, đây là đỡ. Cái này là ở Jakarta, ở Indo cũng là có giống như của Việt Nam này, này Philippines, này ở China, cái số mà người nhập cư làm việc vào những cái thành phố đang xây dựng lớn nhưng cũng có cái slum in China, slum in Mumbai và slum in Paris. Cái người này á, là cái người Egypt, người Gypsy giống vậy, Egypt, người Gypsy, nó khổ mà cái dân rất là đặc biệt, nó không bao giờ nó ở một chỗ hết trơn, nó đi từ tỉnh này qua tỉnh kia, nước này qua nước kia, và nó ở tạm bợ rồi nó lại đi, Cái này là human case, case people in Hong Kong, là tại vì cái số nhập cư và làm việc ở Hồng Kông từ đại lục hay từ những cái nước khác đến thì rất là đông, và không do chật quá ở Hồng Kông, cái density nó cao quá, cho nên người ta không có thể có nhà, do đó người ta cho thuê là cho thuê từng cái ổ, từng cái chuồng vậy, cho nên người ta gọi là case home, Ở bên Nhật thì nó không có cây hôn nhưng mà nó có, nó lấy cái ống, ống cống đó, nó làm, nhưng mà trong đó thì đầy đủ tiện nghi hơn, trong đó tivi rồi tủ lạnh gì cũng có đủ hết. Đây là cái bài cuối bài học, học về cái bài quy mô dân số. Trong cái bài học này xác định thứ nhất là quy mô dân số trên thế giới, rồi có sự bùng nổ dân số sau năm 1800, sự bùng nổ dân số, và đến năm 2050 thì là dân số sẽ lên cao nhất và sau đó sẽ đứng chừng lại và giảm xuống sau năm 2100. Dân số Việt Nam thì dân số thế giới là 7 tỷ 8, dân số Việt Nam là 9 tỷ 7, 9 tỷ 8, 9 tỷ 8, cái 98 triệu, 98 triệu, 98 triệu. Rồi mình cũng tăng lên tới được 100 triệu năm 2150 đến năm 2100, rồi sau đó giảm xuống đến năm 2100 thì bằng cái số dân số của năm 2005. Rồi trên các cái chỉ số tăng dân số thì có chỉ số tăng dân số chung, chỉ số tăng dân số tự nhiên và chỉ số tăng dân số cơ học. Rồi sự tăng dân số thì có những cái nước có cái tỷ suất tăng dân số tính bằng phần trăm, thì có những cái tỷ suất tăng dân số của những nước cao là nó thuộc loại giai đoạn 2 như nước châu Phi của thời kỳ chuyển tiếp dân số, nhưng mà giờ rất nhiều nước đến giai đoạn 4, cuối giai đoạn 4, thành ra có cái tỷ suất dân số giảm, rồi do đó trong vòng mấy chục năm sau thì có nhiều nước mất thiếu mất đi dân số, không đi dân số. Nhiều nước Nhật, nước Trung Hoa là vân vân nhà mất đi dân số, rồi chỉ số tăng dân số thì đã nói rồi, rồi đến mật độ dân số, dân số thì tính số dân trên dân số bình quân, rồi có cái bài tính về các cái tỷ suất tăng dân số chung, dân số tăng tự nhiên và dân số tăng cơ học, thì nhớ làm mấy cái bài đó cho nó dùng nghĩa nha. Rồi thời gian tăng dân số gấp đôi thì có số 70 người ta tìm ra được đó, thì chia cho cái tỷ suất tăng dân số
tính bằng phần trăm thì ra được cái thời gian tăng số gấp đôi. Ví dụ như Việt Nam mà bằng 1% thì lấy 70 chia cho 1 thì nó là 70 năm dân số sẽ tăng gấp đôi. Đến urbanization tức là sự đô thị hóa, thì đô thị hóa là đặc biệt ở cái chỗ không có làm ruộng, không có làm ruộng, nông nghiệp rất là ít hay là không có, rồi dân số phải đông, có cái mật độ dân số cao, vân vân. Nhưng mà đặc biệt Việt Nam thì cái tỷ suất, cái tỷ số mà cái tỷ lệ mà đi vào thành ra đô thị hóa nó rất thấp. Dân số Việt Nam thường thường 70% trước đây 70% sống ở nông thôn. Cái nguyên nhân thì câu này quan trọng là nguyên nhân là tại sao dân số Việt Nam sống ở nông thôn nhiều, tại vì nước mình là nước nông nghiệp, nước này là nước nông nghiệp, mình dần dần đang chuyển đổi nhưng mà cũng còn là nước nông nghiệp. Những khó khăn khi đô thị hóa thì tất cả những cái vấn đề khó khăn do lưu thông, là do sự ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng động, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, vân vân, toàn bộ mấy cái đó thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề đô thị hóa. Rồi có cái trường hợp mà khu ổ chuột này nữa, khu ổ chuột thì này để giới thiệu thôi, chứ mấy em không cần biết nhiều nữa. Rồi chấm đây là chấm dứt cái bài về quy mô dân số nha. Chào mấy em có câu hỏi gì thì đề nghị mấy em cho thầy biết, thầy đợi mấy em có câu hỏi. Xin mời mấy em có câu hỏi. Cái email của thầy là Dương Đình Công nha. Email của thầy Dương Đình Công 1947@gmail.com. Mấy em ghi cái đó đi, có gì mấy em muốn cái gì thì mấy em gửi thầy nha. Rồi trong cái bài tập á, thì cái bài tập dễ là nó cho số sinh, cho số tử, cho số nhập, số đi vào nước, số xuất và cho cái dân số bình quân. Thì cái bài tập đó quá dễ, khi mình học mấy công thức thì cho là tính dân số tăng chung á, là lấy sinh cộng tử, trừ tử cộng đến trừ đi, thì nó ra cái dân số thay đổi ở trong năm, lấy cái dân số biến động ở trong năm á, chia cho dân số bình quân thì nó ra được cái tỷ suất tăng chung. Đó là một, sinh trừ cho tử chia cho dân số bình quân thì gọi là tỷ suất tăng tự nhiên, chưa? Người nhập vô trừ cho người đi ra đó, nhập cư trừ xuất cư chia cho dân số bình quân thì gọi là tỷ suất tăng dân số cơ học, chưa? Ở trong bài học cũng có nói là tỷ suất tăng chung đó, là sự cộng lại giữa hai cái tỷ suất đó. Đó là cái bài đầu đó nha. Cái bài gì thì không có cho dân số nhập, không có cho dân số xuất, mà chỉ cho dân số đầu năm với cuối năm.
đối với một tỉnh hay đối với một nước, cái dân số đầu năm với cuối năm nó quan trọng, người ta có số liệu đó. Cho nên nếu mà lấy dân số cuối năm trừ cho dân số đầu năm á, thì cho ta biết cái dân số tăng chung. Lấy cái dân số tăng chung đó, chia cho dân số bình quân, thì làm sao có dân số bình quân? Dân số bình quân là với dân số đầu năm cộng cuối năm chia 2. Dân số tăng chung là bằng dân số cuối năm trừ dân số đầu năm, rồi chia cho dân số đầu năm cộng cuối năm chia 2, gọi là dân số bình quân. Mấy cái đó nhân cho 100 tại tỷ lệ là phần trăm. Rồi mình có dân số bình quân đó rồi, phải không? Rồi mình lấy cái dân số mà sinh trừ cho tử, rồi mình chia cho dân số bình quân nó thành ra tỷ suất tăng dân số tự nhiên. Bây giờ còn cái tăng dân số cơ học. Tăng dân số cơ học thì có hai cách tính. Cách tính dễ nhất là lấy cái tỷ suất tăng dân số chung trừ cho tỷ suất tăng dân số tự nhiên, thì nó ra tỷ suất tăng dân số cơ học. Hay là tính ra cái số dân tăng, số dân tăng do cơ học, là lấy cái dân số tăng chung trừ cho cái tăng tự nhiên. À, nó bị chập chờn, nó mới vừa đổi màn hình, tụi nó có một câu hỏi là xong rồi. Nha, nó đổi màn hình đổi này, nó cũng vẫn vậy mà. Không phải, nó mới đổi, rồi hết rồi, không nó hết rồi. Dạ, dạ, xong rồi đúng không thầy? Thôi để nói nói. Thôi ha, mấy em có hỏi gì nữa nhớ hỏi đi, thầy trả lời luôn nha. Rồi có email thầy rồi đó, có gì thì gửi email với mấy em cho thầy để thầy xem, để có gì thầy hướng dẫn cho. Nghĩ được chưa? Là về cái gì mình bốn mấy được cũng đỡ. Em đi.